Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn tham gia một trình góp bán chia tổng giải thưởng là 10.000 top cần có cái hiệu là BAT nè bạn. Thì top cần này nó sẽ khởi chạy lên đích sàn trên sàn Binance Swap vào ngày 25 tháng 7 nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter nè. Đây, follow gán nè. Rồi, sau khi bạn follow dán xong thì các bạn nhấp vào join kênh Telegram group nữa nè. Rồi, bạn join sao nữa các bạn. Sau khi bạn join vào xong thì bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn follow xong thì các bạn copy cái hashtag này và tag 3 người bạn mình chỉ chẳng cho tweet nha bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉ chẳng cho tweet nè. Các bạn dán hashtag đó và tag 3 người bạn mình vào nha các bạn. Tweet lên nè. Thì rồi vậy. Sau khi các bạn tweet lại xong thì các bạn nhấp vào cái link form này nha các bạn. Rồi các bạn khai báo thôi bạn. Dòng đầu tiên các bạn ghi name là ghi họ và tên của các bạn vào nè. Dòng thứ hai các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ ba thì các bạn điền địa chỉ IBNB Smart Chain Bet20 trên di chúc của tất cả các bạn nè. Các bạn sao chép nè. Các bạn dán vào đây nè. Dòng thứ tư thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ năm thì các bạn gửi lên link request và tag 3 người bạn của mình nè. Với hashtag link mới được các bạn, có hashtag mới được các bạn. Mình nhấp 3 anh cùng nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài này nè các bạn. Bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Dòng thứ năm thì các bạn điền là username Telegram các bạn. Thì các bạn mở Telegram các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cái cùng nè. Nhấp vào setting nè. Các bạn copy username bên chỗ này nè các bạn. Account 1 2 3 4 5. Rồi bạn chỉ bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia tầm giải thưởng là 10.000 đô tập cần bắt đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.